Rồi nhà vườn thông minh, mình ghé tham khảo giao lưu một cây sơn liễu nha mình nha, form thiên nhiên. Cây này ba thân chung cốt nha, à, bộ xương này rất chi là già luôn, dáng phong tranh nha. Cây này có mã số là 706, có số đo tổng hoành cái gốc này là 16 nha. Còn hoành mỗi thân nhỏ ngón tay cái chút xíu nha mình. Cây cao là 55 nha, tính từ mặt chậu mà lên tới đỉnh nha, 55. Và chiều rộng của tán ngang này là 90 nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 28. Rồi cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha, là 1,3 triệu bao ship nha mình. Nói chung là cây này mà đóng hàng chi phí gửi đi rất là cồng kềnh luôn. Nhà vườn sẽ cố gắng giữ hết cái nguyên bộ tàn này nha, mình xem tham khảo luôn. Hàng này là hàng nuôi thuần chậu lâu rồi, nhà mình an tâm luôn. Về nhà mình lên cái chậu mới dăm nó nữa là ok thôi. Bộ chi dăm xương này rất là già luôn. À, lọc mới nè, đang đậu ho luôn nha mình. Ho nó li ti thôi, nó không to. Nhà mình xem tham khảo nha. Rồi mã số 706, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1,3 triệu bao ship nha. Cho một cây sơn liễu dáng phong tranh luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.